Cù Lao Dung nằm trên sông Hậu, giữa một bên là Trà Vinh, còn bên kia là Sóc Trăng. Hai tỉnh này là hai tỉnh mà người Khmer ngụ cư nhiều nhất trong cả nước. Tuy nhiên, nếu bạn có đi khắp Cù Lao này, tỉnh cũng không thấy một cây thốt nốt, một mái chùa miên. Chùa nếu có thì cũng là chùa thuần Việt. Vườn ruộng chủ yếu là dừa và mía, y như một làng xã láng giềng của tỉnh Bến Tre. Theo một số thức giả, cái tên Cù Lao Dung là do từ Cù Lao Dung, với chữ Dung trong tiếng Khmer có nghĩa là người Việt, độc trại mà thành. Tại sao người Khmer lại chừa cái Cù Lao này cho người Dung? Để trả lời câu hỏi này thì nhìn rộng ra một chút thì ta sẽ có câu trả lời khả dĩ. Vùng Thượng Chân Lạp, lãnh thổ Campuchia bây giờ là vùng đất cao, khô ráo và màu mỡ, và người Khmer tập trung sống và giữ gìn. Còn vùng Thủy Chân Lạp, phần đất Nam Bộ, thì vài trăm năm trước vốn là vùng nê địa, đất ngập nước, nơi thì phèn chua, nơi thì mặn lợ, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lồi như bánh canh. Chỉ nội cái chuyện đi lại và bệnh tật do mũi mầm thời khí cũng đủ làm chùng chân những lưu dân bạc mạng nhất rồi. Người Khmer chê Thủy Chân Lạp là do nguyên cớ này. Cục bộ ở khu vực này, trong khi Sóc Trăng cao ráo, màu mỡ được mệnh danh là kho bạc theo tiếng người Khmer, Trà Vinh thì cũng tương tự. Đất như vậy mà người lại thưa thì tội gì mà ra cái Cù Lao sình lầy nơi địa để ngủ dưới mũi mòng cá sấu thuần luồng chi cho nó cực. Còn lưu dân Việt từ vùng ngũ quảng, đất hẹp người đông, khô cằn sỏi đá, vào đây vốn là công dân hạng hai thì làm gì có quyền lựa chọn. Thôi thì cam phận khai khẩn cái Cù Lao chó chê kia cho nó đỡ mất tình đoàn kết. Đói thì ăn đỡ cá tôm thay gạo cũ, cọp beo cá sấu thì dân Việt ngũ quảng bình định. Tay không cũng có người dám đến cọp trên trăm hiệp nên cũng chẳng ngán ngại gì. Và rồi dần dà, người thì khai quan lập ấp, trời đất cũng phải chiều lòng, ban phát cho mùa từng mùa mưa thuận gió hòa, và cửu long thì đều đều dỗ về mỗi năm dòng nước mát ngọt chất phù sa. Con người và trời đất hòa thanh như vậy đó, để rồi qua bao nắng mưa cùng bao nhiêu mồ hôi xương máu, cái Cù Lao hoang du nê địa ngày nào giờ mới thành một vùng trù phú cho con cháu ngày nay vậy. Dòng Bát Sắt ngày nào giờ đã bồi lấp, cửa biển Ba Thắt cũng không còn, nhưng địa đàn Cù Lao Dung y chang như nhạc sĩ tài ba mà văn số Hoàng Diệp đã viết trong bài tình ca: bến nước Cửu Long còn đó em ơi, bãi lúa nương dâu còn mãi muôn đời. Cù Lao Dung như nàng út cưng của dòng Cửu Long, nàng đã được cha rồng dành cho tất cả những gì ngọt ngào nhất của gia tài đất nước. Người Cù Lao Dung trong không gian xanh mượt của những bãi mía nương xanh lúa vàng lại còn điểm tô cho ven những con đường quê thật nhiều một loài hoa dung dị nhưng cũng đầy hương sắc, đủ làm siêu lòng những lãng khách phương xa. Muốn phải lòng miền Nam, hãy đến Cù Lao Dung. Muốn xa ngã với miền Nam, hãy đến Cù Lao Dung. Muốn đắm đuối với miền Nam, hãy đến Cù Lao Dung. Muốn được yêu chiều bởi miền Nam, hãy đến Cù Lao Dung. Cù Lao Dung sẽ đãi ta tất cả những gì ngọt ngào nhất của miền Nam, và những gì ta định dành cho miền Nam, Cù Lao Dung rất xứng đáng để ta hiến dâng cho nàng tất cả. Thank you.
Về Bạc Liêu, theo hướng ven biển từ Sóc Trăng, thì khi qua dùng dãn nước tiếng ngon ngọt của Vĩnh Trạch Đông, đến đường Cao Văn Lầu, quẹo một cái đã vào thành phố. Nhớ lại mấy câu đầy cả tửng về quê mình của các bậc tiền nhân. Bạc Liêu là xứ cơ cầu, dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu. Bạc Liêu ăn cá bỏ đầu, Triều Châu thấy vậy, xỏ sâu đem về. Câu ca dao xưa nghe buồn sao cho cái thân phận cõi người ta. Cơ là đói, cầu là xin ăn. Cá chốt ốm nhôm ốm nhách, thịt dở òm, vậy mà cũng cam lòng chắc diêu tằng tiện. Người Triều Châu bản quán vốn nghèo nhất xứ Quảng bên Tàu, lưu lạc qua xứ người kiếm miếng ăn. Dù có khá giả thì cái tánh cần kiệm cũng còn. So với mấy ông anh hai Nam Kỳ thì chưa biết ai giàu hơn ai, nhưng cái tánh ăn chắc mặt bền và chí thú làm ăn thì chắc dân mình phải học người Minh Hương một sách. Bây giờ Bạc Liêu vui hơn nhiều. Những cánh đồng tôm, đồng lúa, ruộng củ hành, vườn nhãn đều xanh phong phú một màu trù mật canh nông. Tuy chưa giàu mà chắc chắn là không còn đói đến độ phải cơ cầu như hồi nãy. Nghĩ cho cùng, trời đất vốn vô tình, thiên địa bất nhân, chỉ dàn vật di số cẩu. Như Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã nói, chỉ có con người là lang thang mãi hoài trong suy tưởng diễn dông chi. Bạc Liêu hạt muối vô tình mặn, tiểu muội ngày xưa lỡ mộng đầu. Đường trần từ đó ta lưu lạc, biết đâu giờ mùa áo lụa Triều Châu. Không tới về để nói với nhau mấy lời, xuôi mái chèo sông Ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau, xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về Cà Mau bây giờ không còn nhất định phải lụy các con đò như hồi xưa hồi sữa. Từ Bạc Liêu muốn nhàn thì ra đường số 1 thông dong thẳng tắp một lèo, còn Bất Tử muốn kiếm chút lan bạc kỳ hồ thì ra nhà Mát làm một bụng bánh xèo. Cái thứ bánh xèo gì mà bự như cái mâm đồng nhà giàu, một người một bánh, ăn từ sáng tới chiều chưa hết. Rồi tà tà theo con đường đê biển, đường tuy có chút quạnh hiu nhưng mà người đi mới thấy hết cái giàu có của những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh và mấy vuông tôm chó chạy cong đuôi của xứ Bạc Liêu. Qua dàn cái cùng Gành Hào rồi Tắc Sậy, Hộ Phòng là ta đã về tới miền đất cực nam của đất nước Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà sửa soạn đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đò. Em đứng mình ên một hướng, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương.
Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau thấy thương em rồi. Câu hát cũ của nhạc sĩ Thanh Sơn nay nghe cũng vẫn hay như thường. Cũng như Cà Mau, dù không còn đò gian cách trở nhưng vẫn xa như thường. Đường vẫn xa như thường nhưng tình người thì lại gần như khúc ruột. Cà Mau xa mà gần, tuy nơi diễn xứ nhưng nếu một lần tương ngộ thì lòng với lòng sẽ lưu luyến ngàn sao.